Chào các bạn đã tới với video này. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách lắp khung robot. Với các bạn tự chế khung robot và tự mua động cơ khác thì các bạn có thể tham khảo cách lắp khung này để thiết kế cho robot của mình. Đầu tiên thì trước mắt chúng ta là bộ khung robot gồm có một khung Mika, hai động cơ, hai bánh xe. Một vài ốc vít và chốt nối thế này. Ok, cách lắp đặt bộ khung này như sau. Đầu tiên thì mình bóc lớp phim của cái khung này ra. Những lớp khung này thường có một lớp phim bảo vệ. Thường là kể cả lớp phim này có rách thì phần Mika ở trong vẫn rất mới và đảm bảo cho các bạn lắp ráp mà cảm thấy là robot của mình trong suốt luôn. Như thế này. Sau đó thì mình cũng bắt đầu mở những cái chốt này ra. Các bạn cũng có thể hoàn toàn xem hướng dẫn ở trong tờ giấy hướng dẫn này. Thường luôn đi kèm với bộ khung. Tuy nhiên ở đây mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn lắp luôn để đảm bảo rằng là nếu mà chẳng may không thấy tờ giấy đó, các bạn vẫn sẽ có thể lắp được. Mình có các cái chốt chữ T như này, thanh chữ T như này. Sau đó thì mình sẽ lắp những thanh chữ T này vào đây. Và vào đây. Nối như thế này xong mình cho động cơ vào. Chú ý một chút là mình nên để phần dây của động cơ vào trong để robot tránh bị va quệt, và trục của động cơ thì ra sau thành chữ T như này. Tiếp theo đó thì mình sử dụng một cái vít dài, hai cái vít dài để xuyên qua động cơ, vì động cơ có hai lỗ dành cho việc bắt nối như thế này. Khi bắt được các vít này xong thì mình lấy một cái đai ốc. Đặt vào đây. Rồi xoắn hờ lại. Vào đây. Sau đó mình dùng tua vít siết chặt những đai ốc này. Như vậy là mình đã gắn chặt được một cái động cơ vào thân khung của robot. Mình làm tương tự như vậy với động cơ bên này. Nên đưa những ốc vít dài này từ ngoài vào, vì như vậy thì các bạn sẽ hạn chế bị chạm vào bánh xe. Ok, như vậy là mình đã lắp xong động cơ. Tiếp theo đó thì mình lắp bánh và động cơ như thế này. Như các bạn thấy thì ở trên động cơ có cái trục màu trắng như ở đây. Có hai bên được vát dẹt lại. Trên bánh cũng vậy. Có một lỗ vừa khít với cái trục này. Và các bạn chỉ cần chỉnh lại nó để lắp vào, chỉnh góc. Xem cái góc đấy ở đâu và đẩy vào. Như vậy là chặt.
Ok, như thế này. Tiếp theo đó thì mình sẽ lắp bánh trước. Để lắp được bánh trước thì đầu tiên là mình cần có cái bánh. Và mình sẽ bắt cái cọc đồng này vào bánh trước bằng ốc vít. Mình làm như vậy với 4 cọc đồng. Sau khi hoàn thành công việc lắp cọc đồng ở bánh trước thì mình lắp tất cả số này vào khung robot. Bộ khung này thì đã được thiết kế vừa vặn dành cho những cọc đồng này. Nếu nó không thật sự vừa, các bạn có thể nới cọc đồng ra một chút và sau khi các bạn siết từng cái ốc vào thì nó sẽ chặt lại. Nới cọc đồng để dễ lắp hơn. Như này, tức là nó hơi lỏng ra một chút. Rồi để vào đây. Rồi lại lấy ốc vít bắt vào. Mình cũng bắt chưa thật sự chặt lắm, mà sau đó khi mà mình đã đưa tất cả mọi thứ, đã bắt tất cả các ốc thì mình sẽ siết chặt lại một lúc. Siết lại và mình bắt đầu siết lại những ốc vít ở đây. Ok, như vậy đã hoàn chỉnh phần khung thân của robot. Ngoài ra thì phần khung thân của robot về sau trong khóa học sẽ được bổ sung thêm một chút những thanh chữ L ở đây và ở đây để làm phần giá cho cảm biến, và những thanh đục lỗ ở đây lấy từ bộ lọc ghép. Ok, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.